Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ mở hộp hai con quay là nhầm hai con chiến ngô siêu hạng mình đặt trên hai Taobao và Taobao nha. Thì đây là lần đầu tiên mình mua chiến ngô siêu hạng ở Trung Quốc nha. Thì cái này cái hộp nó khá là bự. Mình sẽ tăng chiều cao của cái máy quay. Đó, nó rất là bự luôn. Và bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Mình cần dùng dao và kéo để mở ra. Đây, bên trong. Đây, mình đã che hết một số thông tin rồi. Bây giờ mình sẽ tách nó ra hai cái nha. Cái này chắc là con chiến thần tận thế rồi. Còn con này chắc chắn là con lợn săn địa ngục mà. Đây con đợn săn địa ngục mình mua mới còn nguyên hộp luôn. Đó, đây là con đợn săn địa ngục. Và nó bị gãy luôn rồi. Nó bị gãy cái chỗ này nè. Không biết bị gãy hay nó bị đứt. Hoặc là bị rớt ra. Còn không hiểu sao cái cục này là cục gì nữa. Thì hôm nay mình chỉ làm tới đây thôi. Còn hai con này mình sẽ làm ở video khác nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay nhớ like, share và đừng quên nhấn nút đăng ký nha. Chào tạm biệt.